Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với những tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Diễn biến mới nhất vụ máy bay Mỹ-Trung Quốc chạm trán trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm vừa qua ra thông cáo nói rằng Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế, còn vu khống và nói quá vụ đụng độ giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông hôm vừa qua. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay cách một máy bay giám sát của Mỹ ở khoảng cách 6 mét trên vùng Biển Đông. Theo phía Mỹ, máy bay J-11 của Trung Quốc đã bay không an toàn để ngăn cản máy bay RC-135 của Không quân Mỹ. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ cũng công bố một video chứng minh điều này. Video cho thấy máy bay của Trung Quốc chỉ bay cách mũi máy bay của Mỹ chỉ vài mét, khiến máy bay của Mỹ phải thực hiện biện pháp để tránh đâm nhau. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương-Mỹ đã bóc méo sự thật về vụ việc và rằng máy bay Mỹ đã có các động tác nguy hiểm trước máy bay Trung Quốc. Ông Ngô Khiêm nói máy bay Mỹ đã thực hiện do thám gần, cố ý tại vùng bờ biển miền Nam của Trung Quốc, khi chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc điều các máy bay chiến đấu lên để giám sát máy bay do thám này. Cũng theo ông Ngô Khiêm, bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc, máy bay Mỹ bất thình lình thay đổi vị trí bằng một cách tiếp cận nguy hiểm đối với an toàn bay của máy bay Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đồng thời công bố video cho thấy sự việc máy bay Mỹ đang bay hướng tới máy bay Trung Quốc. Mỹ đã cố tình dẫn dắt ý kiến của dư luận nhằm gây khó hiểu cho cộng đồng quốc tế, ông Ngô Khiêm phát biểu. Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ kiềm chế các hành động của lực lượng hải quân và không quân, tôn trọng luật và các thỏa thuận quốc tế, ngăn chặn các vụ việc xảy ra trên biển và trên không, ông Ngô Khiêm khẳng định. Trong khi đó, ông Điền Quân Lý, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của Trung Quốc, tố cáo máy bay của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, phớt lờ các cảnh báo liên tục Bắc Kinh và tiếp cận nguy hiểm, đe dọa đến sự an toàn của máy bay Trung Quốc. Mỹ cố tình đánh lừa dư luận nhằm gây nhầm lẫn cho cộng đồng thế giới. Chúng tôi nghiêm túc yêu cầu Mỹ phải bị kiềm chế các hoạt động của lực lượng hải quân và không quân tiền tuyến, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các thỏa thuận quốc tế liên quan, đồng thời ngăn ngừa tai nạn trên biển và trên không, ông Điền tuyên bố. Trung Quốc hiện là nước đang đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông, với đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này đã tự vẽ ra trên biển. Tòa trọng tài quốc tế trong một phán quyết vào năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này, nhưng Trung Quốc không tuân thủ. Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng phản đối những đòi hỏi về chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời liên tục điều máy bay và tàu chiến đến tuần tra khu vực này trong thông cáo mới đây. Phía Mỹ nói rằng máy bay của Mỹ đã bay hợp lệ khi thực hiện các hoạt động thường kỳ ở vùng trời quốc tế. Có thể thấy căng thẳng Biển Đông vẫn tiếp tục là trò mèo vần chuột giữa Trung Quốc và Mỹ. Hai bên đều nỗ lực phô trương cơ bắp, dằn mặt nhau thông qua từng đợt tập trận bắn đạn thật, điều tàu chiến tiêm kích chiến đấu đến các vùng biển tranh chấp theo lý lẽ của riêng mình. Thực tế, Trung Quốc đang mở rộng lãnh hải trái phép trên Biển Đông và khẳng định yêu sách chủ quyền với hơn 90% vùng biển và các thực thể ở Biển Đông thông qua đường chín đoạn, hay còn được biết đến với tên gọi đường lưỡi bò, đường chín đoạn, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc và luật biển UNCLOS nghiêm trọng và vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia Đông Nam Á. Để thực hiện hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông đó, Trung Quốc đã cố ý thay đổi cách hiểu về lịch sử nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với vùng biển này, trong đó cái gọi là chiến thuật vùng xám đã được Trung Quốc áp dụng nhằm áp đặt những tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình. Song song, Trung Quốc đã tạo ra nhiều hòn đảo nhân tạo trên khắp khu vực này, sử dụng căn cứ quân sự và để củng cố các tuyên bố phi pháp của mình. Trung Quốc đang sử dụng các lực lượng dân quân biển PAM, hạm đội đánh cá có vũ trang làm tác nhân vùng xám để khẳng định các yêu sách chủ quyền. Kể từ năm 2012, Trung Quốc bắt đầu tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám ở Biển Đông. Sự leo thang này bao gồm việc chiếm đóng bãi cạn Scarborough từ Philippines năm 2012, mở rộng xây đảo nhân tạo, tăng cường sử dụng hải cảnh PAM ở Biển Đông. Nhìn lại, từ năm 2009 trở lại đây, Trung Quốc đã ngày càng gia tăng các hành động hung hăng trên Biển Đông. Mục tiêu lớn nhất của Trung Quốc vẫn là độc chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, để tránh sự công kích từ Mỹ và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật vùng xám để vẫn đạt được mục tiêu mà không bị coi là xâm chiếm bằng vũ lực. Đặc biệt, Mỹ và các nước Đông Nam Á có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông đang gặp khó khăn nhất định trong việc đối phó với chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh.
Có thể nói, từ tham vọng độc chiếm Biển Đông đã sinh ra chiến thuật vùng xám và Trung Quốc trở nên hung hăng hơn. Chuyên gia Poling nhấn mạnh tất cả những hành động này là hoàn toàn bất hợp pháp nếu xét theo UNCLOS năm 1982 là thành viên của UNCLOS, nhưng Trung Quốc lại đưa ra các tuyên bố vi phạm quyền của tàu thuyền, máy bay và công dân Mỹ, đồng thời đe dọa làm suy yếu luật pháp hàng hải quốc tế. Dĩ nhiên, Biển Đông được ví như siêu xa lộ hàng hải với các hoạt động giao thương hàng hóa tấp nập. Do đó, hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên trong khu vực là rất quan trọng. Để xây dựng sự quản trị hàng hải tốt, Mỹ đã liên tục thực hiện tự do hàng hải này để kiềm chân bước tiến của Trung Quốc, Mỹ đã ứng phó bằng cách thực hiện nhiều hoạt động hơn trong khu vực. Các chiến dịch tự do hàng hải FUNOP của Mỹ đã tăng từ con số 0 vào năm 2014 đến mức cao nhất mọi thời đại là 10 vào năm 2019. Hải quân Mỹ đang duy trì 60% hạm đội tàu ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thực hiện 3 sứ mệnh tác chiến tàu sân bay trong khu vực. Bên cạnh đó, để đáp trả lại hành động ngang ngược của Trung Quốc, không chỉ hải quân mà Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cũng đã đề xuất quy tắc để giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức và các vấn đề về quyền lao động khác trong ngành thủy sản. Theo đó, các quy tắc mới ban hành của NOAA sẽ đảm bảo tính nhất quán với kế hoạch hành động quốc tế của Tổ chức Nông lâm Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn, xác định và loại bỏ đánh bắt cá trái phép. Theo thông cáo, Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam, Ecuador, Panama, Senegal và đảo Đài Loan về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU trong thuật ngữ về môi trường. Kế hoạch sẽ được công bố vào cuối tháng 7 năm 2023. Đặc biệt, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói sẽ hợp tác với Việt Nam để chống đánh bắt cá trái phép, trong bối cảnh đội tàu cá Hồng Hậu không nể mặt ai của Trung Quốc đang vét sạch Biển Đông, cũng như tận diệt tài nguyên biển khắp thế giới. Sự kiện này không khác gì vỗ mặt Bắc Kinh khi nước này đang lợi dụng lực lượng PAM để hạn chế sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Tháng 5 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tuần dương Mỹ sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuần duyên Mỹ sẵn sàng bắt tay với nhiều nước trong khu vực để đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đây được xem là một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc. Và chiến lược vùng xám mà Trung Quốc đang sử dụng để thúc đẩy yêu sách hàng hải vô lý trên Biển Đông. Với những diễn biến trên Biển Đông căng thẳng với quân đội Mỹ trung ở vùng biển chiến lược này sẽ tiếp tục gia tăng, trò chơi mèo vờn chuột chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Vấn đề ở chỗ dường như hai cường quốc quên mất Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam, nên mọi hoạt động tại các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều phải có sự cho phép của Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông, được xác định theo đúng các quy định của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Và phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, ngày 2 tháng 7 năm 2022, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự, thêm một lần nữa tái khẳng định về vấn đề này. Vì sao Việt Nam đóng nhiều tàu tên lửa Moniya và tàu pháo TT-400TP? Thưa quý vị, hiện nay ngành đóng tàu của Việt Nam nói chung và đóng tàu quân sự nói riêng đã có những thành tựu không nhỏ. Một trong số đó là tiếp nhận công nghệ và đóng thành công loạt tàu chiến Moniya 1241.8. Đây là loại tàu tên lửa hiện đại có tốc độ nhanh, trang bị mạnh và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Có một câu hỏi được đặt ra, đó là đã có Moniya 1241.8 rồi, vậy thì tại sao chúng ta lại còn đầu tư mua thiết kế sơ bộ và bỏ công sức tiền bạc để đóng mới lớp tàu TT-400TP? Bởi trong thực tế, Moniya đã được trang bị mạnh hơn hẳn TT-400TP. Hãy thử so sánh hai loại tàu này. Các loại tàu tên lửa tấn công nhanh Moniya 1241.8 có chiều dài 59,6m, rộng 10,5m, mớ nước 2,5m, lượng dặn nước đề tài 550 tấn. Vũ khí trên tàu rất mạnh, bao gồm một pháo hạng AK-176M 76,2mm, 16 tên lửa chống hạm KH-35 Urane tầm bắn 130km, được bố trí thành 4 cụm phóng hai bên mạn với 4 tên lửa mỗi cụm phóng, 2 pháo bắn nhanh AK-630M 34mm, 40 tên lửa phòng không tầm thấp bắc vai Sterla hoặc Ikla. Ưu điểm của Moniya là tính cơ động cao, có thể đạt tốc độ tối đa 42 hải lý một giờ. Tàu có khả năng hoạt động liên tục 10 ngày với phạm vi 3.100 km.
Moriya còn có biệt danh là tia chớp được thiết kế để tiêu diệt nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác một cách độc lập hoặc theo biên đội. Tàu TT-400TP có chiều dài 54,16m, rộng 9,16m, lượng dặn nước đầy tải 480 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý một giờ, tầm hoạt động tối đa 4.500 km, trang bị vũ khí trên tàu TT-400TP, có một pháo hạng AK-176M cỡ nòng 76,2mm, một pháo bắn nhanh AK-630M 30mm. Ngoài hai loại pháo trên thì tàu TT-400TP còn được trang bị hai bệ gá tên lửa phòng không vóc vai Stena hoặc Ikla. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5. Tàu TT-400TP được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các tàu đổ bộ và tàu hộ tống, cũng như thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên biển, tiêu diệt các mục tiêu và tàu đổ bộ và tàu hộ tống của đối phương. Pháo hạng AK-176M cỡ nòng 76,2mm, có tốc độ bắn tối đa 120 phát một phút, sơ tốc đầu nòng 980m/giây, tầm bắn hiệu quả 10km, tầm bắn tối đa 15,5km và dự trữ đạn là 152 viên. Nhờ được điều khiển bằng radar kiểm soát hỏa lực MR-12302 kết hợp với thiết bị ngắm quang tuyến lắp kèm giúp pháo hạng AK-176M bắn chính xác vào mục tiêu trong điều kiện thời tiết khác nhau. Ngoài tiêu diệt các mục tiêu trên biển, AK-176M còn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay, kể cả tên lửa hành trình chống hạm. Trong một thử nghiệm trước đây với pháo hạng AK-176M đã tiêu diệt thành công tên lửa AT-2 Stater, mô phỏng tên lửa hành trình chống hạm Harpoon với trung bình cứ 25 viên đạn thì bắn hạ thành công, trong khi tốc độ bắn tối đa lên tới 120 phát một phút. Ngoài pháo hạng AK-176M trên tàu TT-400TP còn được trang bị một pháo bắn nhanh AK-630M, tương tự như pháo hạng AK-176M, pháo hạng AK-630M điều khiển bởi radar kiểm soát hỏa lực MR-12302, pháo AK-630M cỡ nòng 30mm có tốc độ bắn tối đa 5.000 phát một phút, sơ tốc đầu nòng 900m/giây, tầm bắn hiệu quả 5km. Pháo AK-630M có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cả trên biển và trên không, kể cả tên lửa hành trình với độ chính xác rất cao. Nhờ tốc độ bắn cao và điều khiển bằng radar kết hợp hệ thống quang tuyến, AK-630M có thể ra một lưới lửa phòng không bảo vệ tàu trước cuộc tấn công của tên lửa chống hạm. Về tổng thể, ta có thể thấy hai loại tàu có lượng dặn nước không chênh lệch nhau là mấy, nhưng Moriya mạnh hơn TT-400TP rất nhiều về hỏa lực. Tuy nhiên, nó lại kém hơn khá nhiều về thời gian hoạt động trên biển và dự trữ hành trình. Đây chính là ba trong những tiêu chí cơ bản để phân biệt hai loại tàu này. Trong khi TT-400TP là loại tàu pháo với vũ khí chính là pháo hạm, thì Moriya là tàu tên lửa với vũ khí chính là tên lửa hạng đối hạm. TT-400TP được thiết kế để tuần tra dài ngày trên biển, thì Moriya được thiết kế để tiến công nhanh, rút nhanh. Hai nhiệm vụ riêng, hai nhiệm vụ này khó có thể hoán đổi cho nhau và Moriya khó có thể đảm bảo nhiệm vụ tuần tra dài ngày trên biển như TT-400TP. Để tuần tra bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền biển đảo, hỗ trợ các hoạt động của lực lượng chấp pháp trên vùng biển xa bờ, bảo vệ ngư dân trước các nguy cơ như cướp biển, tranh chấp thì tàu pháo là lựa chọn hợp lý. Bởi nó vừa có tính răn đe nhưng cũng không đẩy răn đe lên thành uy hiếp, nhất là trong những vùng biển còn tồn tại những bất đồng giữa các nước trong khu vực. Ở khía cạnh này thì Moriya là quá mạnh, kể cả khi nó khắc phục được những nhược điểm là thời gian và phạm vi hoạt động ngắn thì nó cũng không phải là lựa chọn để thay thế cho TT-400TP. Moriya thích hợp với nhiệm vụ là lực lượng răn đe thì đối phương không dám leo thang tranh chấp hơn là nhiệm vụ hoạt động dài ngày và có mặt thường xuyên trên biển như TT-400TP. Đây chính là lý do vì sao mà mặc dù đã đóng được những tia chớp trên biển Moriya, chúng ta vẫn mua thiết kế và đóng những tàu pháo tuần tra như TT-400TP. Trong tương lai, đi đẩy mạnh và vươn xa thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, có thể chúng ta sẽ thiết kế đóng mới những con tàu lớn hơn, có dự trữ hành trình và thực hiện nhiệm vụ dài hơn. Tuy nhiên, về thực chất cũng sẽ không khác gì TT-400TP, cũng chỉ là những tàu pháo với vũ khí chính là pháo hạm. Cũng tương tự như vậy, có thể chúng ta sẽ có những lớp tàu tên lửa lớn hơn, hiện đại hơn, nhanh hơn, trang bị tên lửa đối hạ có tầm xa hơn, nhưng chúng vẫn sẽ chỉ đóng vai trò là nắm đấm thép mà không thể thay thế cho tàu pháo làm nhiệm vụ tuần tra trên biển. Một loại tàu có thế mạnh riêng và những nhiệm vụ riêng, nhưng chúng cùng hướng ra khơi xa, cùng làm một nhiệm vụ lớn là giữ gìn toàn vẹn chủ quyền biển đảo của chúng ta.
thế mạnh của mỗi loại tàu sẽ hỗ trợ cho nhau để cùng tạo thành thế mạnh chung của cách đánh Việt Nam, sức mạnh Việt Nam trên vùng biển quê hương. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.